Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với chương trình học đọc hiểu. Và chúng ta sẽ học phần bài đọc 73 và bài đọc 75. Vậy cô sẽ có là bài 73 và bài 75 sẽ thuộc chủ đề về relationship trong sách 500 bài đọc. Các bạn thân mến, hôm qua, tối hôm qua thì cô Trang Anh có chụp phần nội dung của bài rồi. Không biết các bạn đã xem phần nội dung của bài chưa nhỉ? Ok, tối hôm qua các bạn đã xem phần nội dung của bài chưa ạ? Nếu như mà các bạn xem phần nội dung của bài, bạn nhớ cho cô là với những cái chương trình phần đọc hiểu này thì các bạn nhớ là cô sẽ áp cái bảng từ trước thì các bạn để ý cái phần bảng từ giúp cô nhé. Chúng ta sẽ chịu khó là học giúp cô cái phần bảng từ ấy trước thì mỗi một buổi học của chúng ta nó sẽ các bạn sẽ dễ tiếp thu bài hơn. Ok. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ duy trì chương trình học đọc hiểu vào sáng thứ năm và cô sẽ chọn cho các bạn những cái chủ đề rất là thú vị để cho buổi học của chúng ta nó đỡ căng thẳng. Cận thân mến, hôm nay cô sẽ chọn cho bạn chủ đề, đó là chủ đề về tình yêu, một chủ đề rất là hay và cô nghĩ rằng là cô sẽ có rất là nhiều bạn thích. Các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Ok, cận thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Rồi, ok, chào bạn Phạm Kiều Khanh, chào các bạn. Cận thân mến, ở trong cái cuốn sách 500 bài đọc hiểu này, cô Trang Anh có chia nó thành các chủ đề nhá. Có rất nhiều bạn hỏi cô là ở giai đoạn hiện tại thì mình nên tập trung vào những chủ đề nào. Theo cô thì 39 cái chủ đề mà cô Trang Anh đã lọc ra cho các bạn này. Thì cả 39 chủ đề này đều rất là cần cho các bạn. Thì ở giai đoạn hiện tại cô nghĩ rằng là các bạn nên học tất cả các tất chúng ta nên học rèn hết cả 39 chủ đề này. Và chúng ta chỉ lên tủ ở giai đoạn cuối mà thôi, nhớ nhé. Nên là bạn nhớ là từ bây giờ đến thi chúng ta vẫn còn 4 tháng nữa cơ mà. Nên là chúng ta chỉ tủ ở cái tháng cuối thôi. Chứ còn 3 tháng đầu, 3 tháng từ giờ đến thi chúng ta vẫn ôn hết cho cô tất cả các chủ đề này. Bởi vì bạn sẽ thấy là từ vựng với đọc hiểu nó có liên quan đến nhau đúng không ạ? Mà từ vựng với đọc hiểu thì kể cả chủ đề này nó vẫn có thể móc xích với chủ đề kia được. Nên chúng ta nên học hết. Sẵn sàng chưa ạ? Ok, hôm nay chúng ta sẽ học đó là chủ đề về mối quan hệ. Tại sao cô lại chọn cái chủ đề về mối quan hệ trong xã hội này? Thì bạn nhớ cho coi như sau là như đề minh họa hôm trước của chúng ta ấy, thì cái đề minh họa hôm trước đấy thì là có một cái bài bài 5 câu của mình, nó là bài về gì nhỉ, bài về teen issue đúng không ạ, bài về gọi là mối quan hệ của các cái vấn đề của tuổi teen ấy nhỉ. Thì cái bài vấn đề về tuổi teen đấy chính là bài trong cái chủ đề về mối quan hệ, và vì vậy mà hôm nay cô sẽ chọn cái chủ đề về mối quan hệ đấy làm chủ đề livestream hôm nay nhá, nhớ nhá. Nó sẽ chính là chủ đề số 3 trong sách. Đó ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Ok, hôm nay cô Trang Anh dự định là sẽ chờ cô Trang Anh dự định sẽ là cho các bạn học một bài đọc hiểu và một bài đọc điền. Đầu tiên chúng ta sẽ đi với bài đọc tập đọc hiểu trước, bài tập đọc điền để sau. Sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với bài số 75. Bạn nhớ chưa cơ là ở trong cuốn sách này cô được thiết kế như sau. Đó là có đầu bài này, chợ có lời giải chi tiết này, có dịch đoạn văn này, có bảng từ này, có bảng cấu trúc này. Đấy nhá, bạn nhớ cho cô là khi mà bạn tra ID, bạn nhớ lại, có rất nhiều bạn hỏi cô làm thế nào để mình có thể lấy được tài liệu về. Thì nhớ cho cô là em tra ID của bài đọc này. Đấy nhá. Khi mà em tra ID của bài đọc này, em sẽ ra được đáp án của cả bài đọc này. Em sẽ ra được cả cái phần dịch của cả bài đọc này. Đấy nhá. Và em sẽ nhìn thấy ở cái góc ở phía bên tay phải của màn hình khi mà em tra ra ấy, nó sẽ có một cái chỗ biểu tượng PDF ấy, thì em sẽ tải PDF về đấy chính là tài liệu của bài. Đó ạ. Sẵn sàng chưa? Nếu các bạn đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần bài hôm nay của chúng ta này. Ok chưa? Rồi, bắt đầu nhé. Các bạn thân mến, trước khi vào bài thì cô Trang Anh sẽ hướng dẫn một các bạn một chút. Đó là về cái cách làm bài tập đọc hiểu. Thì bạn nhớ trước cô là dù bài đọc là 5 câu hay là bài đọc 8 câu thì các bạn cũng sẽ học theo cho cô theo kiểu như sau. Đó là em sẽ đọc cho cô phần thông tin đầu tiên trong đoạn văn để xem chủ đề đoạn văn là gì. Vậy thì cô và các bạn hãy cùng đọc và dịch phần thông tin đầu tiên cho đoạn văn. Sẵn sàng chưa ạ? Chợ cam hơi nhòe à? Thôi okay. Còn cô nấu cam đi à? Đợi cô một xíu để cô lấy giấy cô nấu cam nhé. Chợ, sẵn sàng chưa? Đó ạ. Ok, đợi cô một xíu để cô lau cam lại nhé. Được chưa? Rồi,
cô vừa mới lau cam xong, các bạn xem thấy nó có ok hơn không? Bắt đầu này, sẵn sàng chưa? Học thôi rồi. Cô sẽ có như sau này. Với một cái bài đọc, chúng ta sẽ đọc cho cô phần thông tin đầu tiên trong đoạn văn để xem chủ đề đoạn văn là gì. Vậy thì cô sẽ cùng với các bạn đọc và dịch. Trong quá trình đọc dịch thì cô sẽ chỉ cho các bạn phần từ vựng của cái chỗ mà chúng ta đọc dịch đấy luôn, được không ạ? Rồi, bắt đầu như sau này. Cô sẽ có như sau này, cô có từ love ghép với từ stories. Cái câu chuyện tình yêu thường có gồm có những cái người, nhận dịch là những câu chuyện tình yêu thì thường nói đến những cái người mà finding, tìm kiếm bạn đời. Trong trường này cô sẽ dịch từ này là bạn đời nhé, chứ không dịch là cộng sự. Nhớ, từ này có rất là nhiều nghĩa. Nó có thể nghĩa là bạn đời, nhớ, lửa còn lại này. Có thể dịch là bạn đời cũng được, và có cả nghĩa là cộng sự nữa, được không ạ? Vậy thì trong cái ngữ cảnh câu này, mình sẽ dịch nó là bạn đời. Nhớ, chúng ta sẽ có như sau. Đó là những cái câu chuyện tình yêu thì thường hay nói về những cái người mà tìm kiếm bạn đời. Nhớ chưa câu này? Đây là động từ chính của câu. Vậy thì finding của chúng ta sẽ là động từ rút gọn, đúng không ạ? Những câu chuyện từ tình yêu thì thường kể về những cái người mà tìm kiếm bạn đời. Đại từ quan hệ who ở đây thay thế cho từ bạn đời này. Để giải thích tiếp này. Những cái người bạn đời đó là những người mà có những cái trait. Từ này của chúng ta sẽ bằng với từ characteristic. Chợ bằng với từ characteristic. Bằng với từ characteristic. Có những cái đặc điểm, có những cái đặc trưng. Được không ạ? Được không ạ? Cô vừa giảng vừa phân tích như này thì nó sẽ hơi lâu một xíu, nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ học được nhiều thứ hơn. Được không ạ? Rồi chúng ta sẽ có dịch tiếp này. Được không ạ? Tiếp tục được không ạ? Các bạn thấy cô giảng như vậy chậm quá hay là nhanh quá ạ? Nhờ cô nói lại nhé. Cô sẽ có với cái câu này như sau. Rồi để cô viết cái từ đấy ra rộng rộng một tí cho cái chỗ để cho các bạn có thể theo dõi nó dễ hơn. Nhờ dịch là những cái câu chuyện tình yêu nhờ thì thường kể về những cái người mà tìm kiếm những người bạn đời mà có những cái chuyện. Chúng ta sẽ viết từ đấy ra đây cho cô. Nhờ cô sẽ có từ của chúng ta sẽ bằng với từ characteristic. Nhớ cái này mình có thể học để làm trong cái phần bài tập đồng nghĩa trái nghĩa của mình nữa. Đúng không ạ? Nhớ. Dịch là những cái câu chuyện tình yêu thì thường kể về những người mà tìm kiếm người bạn đời mà có những cái đặc điểm mà họ thiếu. Nhớ cái này, mà họ thiếu. Vậy trả lời cho cô câu hỏi, họ ở đây là ai? Vì trong quá trình mình dịch gặp đến cái chỗ đấy thì làm cho cô câu đó luôn. Nhớ. Vậy họ ở đây là ai? Thế này họ ở đây là những cái đặc điểm nhựa, phải không ạ? Họ ở đây là những cái người. Họ ở đây là những cái stories, những cái câu chuyện. Và ở đây là những cái người bạn đời. Vậy thì bạn nào có thể trả lời cho cô được là với cái câu số 2, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu số 2 là ý gì ạ? Ok. Bạn nào có thể trả lời cho cô được là với câu số 2, các bạn sẽ chọn đáp án của ấy là ý gì ạ? Với câu số 2 bạn sẽ cô nghĩ rằng là sẽ các bạn sẽ nhầm giữa hai đáp án đấy ạ. Ở chợ. Nào ok, với câu số 2 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Nào, dịch lại nhé. Cô có như sau này. Cô có câu gì ạ? Những cái câu chuyện tình yêu thường kể về những cái người mà tìm kiếm những người bạn đời của mình nhá. Là những cái người mà dường như phải có. Chúng ta có cấu trúc là seem to do something bằng cấu trúc appear to do something, dường như có những cái đặc điểm mà họ thiếu. Vậy họ ở đây là ai? Nhớ. Nào, họ ở đây là ai ạ? Họ ở đây là people hay là partner? Nhớ. Đấy, với cái câu này bạn sẽ nhầm giữa hai đáp án này thôi, đúng ạ? Nào, cô thấy các bạn chọn câu 2 là ý B, có ai chọn câu 2 là ý D không ạ? Dịch lại nhé. Những câu chuyện tình yêu thường kể về những người mà tìm kiếm những người bạn đời của mình là những người mà có những cái đặc điểm mà họ. Vậy họ ở đây phải là cái người đi tìm kiếm, đúng không ạ? Nên là cô sẽ dễ dàng chọn được câu số 2, đáp án của cô là ý B, được không? Rồi, tiếp này, dịch tiếp cho cô phần tiếp theo nhé. Vậy là trong quá trình mình dịch để hiểu xem cái bài nó nói về cái gì thì là mình cũng đã xử lý được một câu rồi, được không ạ? Tiếp này, đọc tiếp cho cô bài này cô nghĩ là sẽ rất là thú vị với các bạn đấy ạ. Cô sẽ có như sau này, giống như
Người ta dùng từ like ở trong trường này mang tính chất so sánh. Chứ, giống như một cái cô gái tốt nhá, giống như một cô gái ngoan hiền, thì thường for for chúng ta có cấu trúc như sau. Đây là một cấu trúc. Chứ, cô sẽ có từ for for bằng cụm từ fall in love with somebody. Thường mê tít một cái anh trai hư. Nhá, Eric Nguyễn có ở đây không ạ? Nhá, chúng ta sẽ có như sau này. Giống như một cô gái ngoan thì thường mê trai hư, nhớ ạ. Và theo cái cách như vậy thì họ appear. Nhớ, chúng ta có cấu trúc appear to do something, nhớ. Họ dường như là để compliment. Chứ có sẽ có từ compliment nghĩa là gì? Để mà bù trừ cho nhau, one another lẫn nhau. For example, ví dụ là một vợ một người, tức là một người này, nên là một vợ một hoặc là một chồng, ví dụ như là vợ hoặc là chồng có thể là một người rất là outgoing, là một người rất là dễ, đúng không? Dễ gần. Chợ và là một người rất là funny, rất là vui tính. Trong khi đó, người bạn đời còn lại của mình lại là một người rất là shy, nhỡ rất là hay thẹn thùng xấu hổ và là một người rất là nghiêm túc. Được không ạ? À? Rồi tiếp này, it is easy to see. Vì vậy mà dễ dàng để thấy được là hai cái cặp đôi đó có thể được coi là chúng ta có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc view somebody something as. Coi cái gì đó như là vậy gì ạ? À? Rất là dễ để thấy là các cặp đôi đều xem cái the other. Nhớ này, ở trong cái bài này người ta dùng cái the other một cách, người ta khai thác triệt để cái cách sử dụng của the other. The other là cái còn lại trong một bộ hai cái. The other là người còn lại trong một bộ cùng có hai người. Vậy gì cả? Rất là dễ để thấy rằng, nhớ, rất là dễ để thấy rằng các cặp đôi này đều coi cái lửa còn lại của mình là một cái hình mẫu lý tưởng, nhá, là một cái mẫu lý tưởng, là cái mà làm sao mà điểm mạnh của người này, cái câu này người ta dùng rất là hay này, điểm mạnh của người này sẽ là balance out, bù trừ cho điểm yếu của người kia, được không ạ? Sao cho xong chưa? Nhớ, vậy thì cô sẽ dịch hoàn chỉnh cái câu này chúng ta như sau này. Bạn nghe cô cho anh phân tích lại từ một lần nữa. Cô sẽ có như sau. Những cái câu chuyện tình yêu thì thường hay đề cập tới những cái người mà tìm người bạn đời mà có những cái đặc điểm tính cách mà họ không có. Giống như một cô gái ngoan thì thường mê trai hư. Đúng không ạ? Rồi. Thế này, và theo cái cách như vậy thì họ dường như là để bù trừ cho nhau. Chắc chỗ này cô sẽ có từ compliment. Nhưng đó là động từ. Nếu là danh từ nó sẽ là compliment. Đúng không? Compliment của chúng ta là bù trừ cho nhau. Ví dụ, vợ hoặc chồng có thể là một người rất là cởi mở hướng ngoại và là một người rất là hài hước. Trong khi đó, người bạn đời còn lại của mình lại là một người rất là thẹn thùng, ngại ngùng, xấu hổ và là một người khá là cứng nhắc, nghiêm túc. Vì vậy mà dễ dàng có thể thấy được rằng là cái cặp đôi đó thường hay coi lửa còn lại của mình là cái hình mẫu lý tưởng. Nhá. Dịch là cái hình mẫu lý tưởng mà làm sao mà điểm mạnh của người này sẽ, đây là một cấu trúc nữa này, cô sẽ có từ balance out, sẽ bù trừ cho điểm yếu của người còn lại. Ok chưa? Xong chưa? Rồi vậy thì xem cho cô xem là vậy thì với cái sau khi mình đọc xong đoạn văn số 1, liệu có thể trả lời cho cô được đó là chủ đề của đoạn văn hay tiêu đề thích hợp của đoạn văn này là gì hay không? Nào. Ok. Thì với cái câu số 1 này, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Nào. Với câu số 1, bạn thử cho cô xem là câu này chúng ta sau khi dịch đoạn văn số 1 thì mình có thể trả lời được câu này không ạ? Chờ ý A của cô thì sao ạ? Ý A của cô, nhận chúng ta sẽ có như sau này. Nào với cái câu này của chúng ta, bạn sẽ xem cho cô là với cái câu số 1 này, bạn có thể chọn cho cô được đáp án là ý gì ạ? Ok. Chúng ta sẽ có là ý A của cô là cô có từ reason, lý do thực sự, đúng không? Mà chúng ta sẽ có là những cái gọi là những cái mà gọi là thường là trái chiều thì thường hay attract, hút nhau. Vậy thì cả lý do thực sự để mà opposite, mình xem cho cô trong bài xem người ta có đề cập đến cái opposite này là gì nhá. Nhớ. Nếu gì cả lý do thực sự mà cái kiểu trái chiều thì thường hay hút nhau. Chợ thế còn ý B của cô thì sao? Một chút tension, căng thẳng có thể là một điều tốt.
Chắc chắn là ý B của cô không phải rồi, đúng ạ. Một chút tension căng thẳng có thể là một điều tốt, là ý B không phải rồi. Tiếp này, ý C của cô là ý C của cô là tại sao chúng ta lại sure chắc chắn rằng là tại sao chúng ta lại chắc chắn rằng là cái trái chiều thì lại hút nhau. Em nhớ là cái trái chiều ở trong trường hợp đoạn văn này mình phải hiểu là hai người mà có những cái tính cách đối lập với nhau thì thường hay yêu nhau. Mình phải hiểu trong ngữ cảnh của câu này là như vậy. Thế còn ý D của chúng ta là sao? Ý D của cô đó là khỏa lấp điểm yếu của mình với điểm mạnh của bạn. Vậy thì đọc xong đoạn văn số 1, các bạn cô thấy các bạn chọn là có bạn chọn đáp án là ý C, có bạn chọn đáp án là ý D. Vậy thì cái câu này mà nó vẫn còn nhiều cái để cãi nhau như này thì để cái câu 1 lại cho cô. Làm cho cô câu này trước, làm cho cô câu 3 trước đi ạ. Đó ạ. Nếu như mà em đọc xong đoạn văn số 1 mà mình đọc mà mình không chọn được đáp án ngay thì để câu ấy lại. Vì sau khi em trả lời hết tất cả những câu khác thì câu đấy em sẽ làm được. Đó ạ. Rồi bây giờ quay lại cho cô với câu số 3 này. Theo như đoạn văn số 2, nhớ dạng câu hỏi according to, theo như, nhá. Theo như đoạn văn số 2, với dạng câu hỏi according to là dạng câu hỏi đọc gióng. Đọc gióng tức là sao? Em chỉ cần gióng thông tin trong bài là em làm được, nhá. Thì câu sẽ có như sau này. Theo như cái đoạn văn số 2 này, đó ạ. Thì cô ạ, theo như cái đoạn văn số 2 này, thì cái câu trả lời mà có concerning, có liên quan tới, nào xem bạn nào dịch được câu này của chúng ta. Dịch là theo như đoạn văn số 2 thì cái câu trả lời có liên quan tới cái gì đấy ạ? Cái giá trị của cái gì đấy, của khi mà người ta cho cái từ opposite ghép với từ attract ở trong cái ngoặc kép như này thì mình sẽ phải dịch nó theo một cái cụm từ mà nó phù hợp với ngữ cảnh của câu. Vậy dịch là theo như đoạn văn số 2 này thì cái câu trả lời mà có liên quan tới cái gì đấy, cái giá trị của nam châm trái cực hút nhau. Cô dịch cái này sẽ là nam châm trái cực hút nhau là gì? Và em hiểu cái chỗ mà nam châm trái cực hút nhau tức là một cô gái ngoan thì thường hay mê trai hư, chứ một người trầm tính thì thường yêu những người sôi nổi, kiểu như vậy. Vậy thì với câu số 3, đọc cho cô đoạn văn số 2, tìm cho cô là câu trả lời mà có liên quan tới cái việc mà nam châm trái cực hút nhau, nghĩa là những cái người có tính cách đối lập thường yêu nhau là gì? Thế bây giờ em sẽ đọc cho cô đoạn văn số 2 trước, đúng không? Bây giờ em sẽ tập trung đọc cho cô đoạn văn số 2 này. Ok, được chưa? Ở đoạn văn số 2 nhá, cô sẽ có như sau. Bây giờ mình đọc tiếp. Nói chung là mình trả lời hết mấy cái câu hỏi là coi như mình dịch hết bài luôn này. Cô sẽ có như sau. The question, câu hỏi là liệu rằng người ta dùng từ whether có hay là không? Câu hỏi là liệu rằng người ta có thực sự, actually, thực sự, seek out. Giờ cho cô sẽ có động từ seek out nghĩa là tìm kiếm. Chợ cô sẽ có là câu hỏi đặt ra là liệu con người ta có thực sự tìm kiếm cái lửa còn lại mà có tính chất bù trừ cho mình, hay là cái việc này chỉ xảy ra ở trên phim ảnh thôi. Thì cô sẽ có từ essentially, về cơ bản là chẳng có bất cứ một cái research và evidence, chẳng có bất cứ một cái bằng chứng nghiên cứu nào mà nó chỉ ra rằng là những cái sự khác biệt, cô có từ difference, sự khác biệt trong tính cách, trong sở thích, trong education, trong gia giáo, trong giáo dục, trong chính trị, đúng không ạ? Trong cái việc nuôi dưỡng, trong tôn giáo và những đặc điểm khác có thể dẫn tới, cô có từ lý tụ, dẫn tới cái sự attraction, greater attraction, hấp dẫn nhau nhiều hơn. Vậy cô sẽ thấy được là đọc cái đến chỗ này thôi thì em có thể trả lời được câu số 2 không? Nhá, cô dịch lại này, được không ạ? Đấy, cô sẽ có là câu hỏi đặt ra là liệu con người ta có thực sự tìm kiếm bạn bạn đời của mình ấy là cái phần bù trừ cho mình hay là không? Hay là cái chuyện này chỉ xảy ra ở trên phim ảnh thôi? Câu trả lời đây rồi, đúng không ạ? Nó là về cơ bản là chả có cái nghiên cứu nào, cái bằng chứng nghiên cứu nào nói rằng là cái sự khác biệt trong tính cách, trong sở thích, trong giáo dục, trong chính trị, trong sự nuôi dưỡng, trong tôn giáo và những đặc điểm khác mà dẫn tới có việc hút nhau, thích nhau nhiều hơn. Vậy thì đọc được đoạn văn đó, quay lại cho cô với câu số 3, với câu số 3. Nào. Câu số 3 vậy thì theo như đoạn văn số 2, câu trả lời mà có liên quan tới cái ý nghĩa của cái việc nam châm trái cực hút nhau là gì? Nào, ok. Vậy thì câu 3 chúng ta sẽ có là
Nó hóa ra rằng, cô có từ thơ nào hóa ra rằng, chứ nó chỉ là sao đấy, nó là fiction, nó gọi là tiểu thuyết một cách thuần túy. Đó. Nghĩa là sao ạ? Mình hiểu cái câu này nghĩa là như nào? Chợ dịch là hóa ra nó chỉ là tiểu thuyết thuần túy, tức là sao ạ? Nó chỉ là ở trên phim ảnh thôi, đúng vậy. Thế còn ý bé của cô là sao? Có rất là nhiều những bằng chứng, có rất là nhiều trường hợp đã được ghi nhận. Cô có từ case là trường hợp, document, ghi nhận. Có rất nhiều trường hợp được ghi nhận. Nhưng mà cô vừa thấy cái phần thông tin ở trong bài này của cô có như sau. Đó là chả có cái bằng chứng nào nói rằng là sự khác biệt trong tính cách, trong sở thích, trong giáo dục, trong chính trị, trong nuôi dưỡng, trong tôn giáo và những đặc điểm khác mà dẫn tới cái việc là bị hút nhau mạnh hơn. Nên là ý B của cô chắc chắn phải bỏ đầu tiên không xét. Được không ạ? Thế này cô sẽ có ý C thì sao ạ? Cái khả năng đấy là không thể phủ nhận được. Vậy thì chắc chắn là ý B mà bỏ thì ý C cũng phải bỏ rồi. Người ta bảo là chẳng có bằng chứng nào lại như thế cả. Tiếp này ý D, ý C của cô, à ý D của cô là sao? Là cô sẽ có từ fact là sự thật, đúng không? Proven là được chứng tỏ rồi. Vậy dịch là cái bằng đã có cái bằng chứng khoa học được chứng tỏ. Vậy ý D thì lại càng sai. Vậy câu này vô cùng đơn giản. Cô chọn được ý A. Hóa ra nó chỉ ở trên phim ảnh thôi. Cô sẽ cho em lại cái câu đó bằng tính chất thuyết phục hơn. Cái câu hỏi đặt ra là liệu thực sự người ta có tìm bạn đời của mình có tính chất bù trừ cho nhau hay không? Hay cái chuyện đó chỉ xảy ra trên phim ảnh thôi? Chính cái chỗ mà xảy ra trên phim ảnh này chính là fiction, đúng không ạ? Chính là tiểu thuyết. Nhá, câu trả lời là gì? Chả có cái bằng chứng nào bảo như vậy cả. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 3 là ý A. Câu này không có gì cãi nhau rồi, phải không ạ? Xong câu số 3 chuyển cho cô sang câu số 4. Đấy nhá. Câu số 4 thì ta lại hỏi là theo như đoạn văn số 3 vẫn according to. Nhá. Theo như đoạn văn số 3. Đó không ạ? Đầu tiếp cho cô này. Người ta bảo là theo như cái đoạn văn số 3 thì cái gì ạ? Cái lý do gì được chỉ ra cho con người ta tin về cái học thuyết nam châm trái cực hút nhau? Nhớ nhá. Bạn nhớ chưa cô là cô dịch nó trong ngoặc kép là nam châm trái cực hút nhau. Nhưng mà em phải hiểu trong ngữ cảnh của câu này, nam châm trái cực hút nhau là những cái người có tính cách đối lập nhau thì thích nhau. Giống như kiểu là những cô gái ngoan thì thường mê trai hư. Những người có tính cách mà gọi là nhút nhát thì thường hay yêu những anh chàng có tính chất sôi nổi. Vậy thì bây giờ em hãy trả lời cho cô là với cái câu số 4 này, theo như đoạn văn số 3 thì cái lý do gì được chỉ ra cho người ta tin vào cái lý thuyết về nam châm trái cực hút nhau? Bây giờ em muốn trả lời được câu số 4 này, em đọc cho cô đoạn văn số 3. À, bây giờ mình lại tiếp tục cùng đồng hành với cô dịch đoạn văn số 3. Sẵn sàng chưa? Đó ạ. Đây chúng ta sẽ có như sau. Bây giờ em sẽ đọc cho cô đoạn văn số 3 và em sẽ chú ý cho cô phần sau. Nhá, bắt đầu cô sẽ bởi vì cô chưa định hướng được cái thông tin cho đoạn văn số 3 như nào thì cô sẽ dịch qua đã. Đó ạ, dịch từ đầu số này. Cô dịch như sau. Cô sẽ có từ despite mặc dù có những cái bằng chứng áp đảo, tức là có những bằng chứng rất là nhiều rằng là tại sao, đúng không? Tại sao những cái chuyện hoang đường, cả cái chỗ này dịch là những cái chuyện hoang đường đấy lại làm sao lại có thể endure, nghĩa là gì, tồn tại. Có những cái bằng chứng rằng cái sự khác biệt nhỏ giữa cặp vợ chồng đó sẽ có thể trở thành lớn dần lên over time theo thời gian. Bây giờ đọc kỹ cho cô phần thông tin từ đây trở đi nhá. Dịch là trong một cái cuốn sách, trong một cái cuốn sách mà có cái tên là tự giúp đỡ bản thân mình. Cái cuốn sách đó có tên gọi đó là sự khác biệt, difference là sự khác biệt. Sự khác biệt hài hòa đấy thì nhà tâm lý học, cô có từ psychology. Cái nhà tâm lý học tên là Andrew này. Nhà tâm lý học này đã làm sao để đã miêu tả cái cách mà đã mô tả cái cách mà người bạn đời đấy move into, chuyển dần sang vai trò mà bổ sung cho nhau over time theo thời gian. Ví dụ, đúng ạ, ví dụ này, ví dụ là một trong cái cặp đang đang một trong cái cặp đôi đấy là một người mà hơi humorous, hài hước một chút so với người còn lại kia, thì cái cặp đôi đó có thể sẽ làm sao đây ạ? Cái cặp đôi đó sẽ settle into, đảm nhiệm cái vai trò là người vui tính. Là người vui tính nhá. Đúng ạ.
Trong khi đó, cái người mà ít vui tính hơn sẽ đảm nhận vai trò là người nghiêm túc. Vậy thì đọc cái chỗ này rồi thì bạn sẽ có thể trả lời cho cô được câu này không ạ? Đoạn văn số 2 thì người ta phủ định hoàn toàn cái việc là chả có cái bằng chứng nào nói rằng là cái sự khác biệt trong tính cách mà lại khiến cho người ta bị hấp dẫn nhau. Thì ở đoạn văn số 3 là dịch là mặc dù có những cái bằng chứng áp đảo như vậy, nhưng mà tại sao những cái câu chuyện hoang đường về cái gọi là về cái sự đối lập mà hút nhau đấy vẫn có thể tồn tại? Là bởi vì vẫn có bằng chứng rằng, vậy em thấy là đoạn 3 của cô là gọi sự phủ nhận của đoạn văn số 2 này. Nhá. Đoạn 3 người ta bảo rằng là vẫn có những cái bằng chứng rằng những cái sự khác biệt nhỏ giữa cặp đôi này có thể sẽ trở thành lớn hơn theo thời gian. Vì vậy mà trong cái cuốn sách mà tự giúp chính mình, cái cuốn sách có tên gọi là Sự khác biệt hài hòa đấy, thì ba cái nhà tâm lý học này là Andrew Brian và Jack Bateson đã miêu tả cái cách mà cặp đôi đó chuyển chuyển dần sang để trở thành bù trừ cho nhau theo thời gian. Nhá, bù trừ cho nhau theo thời gian. Vậy đọc đến đây thôi, trả lời cho cô câu số 4. Chợ với cái câu số 4 thì cô sẽ có như sau. Đó là theo như đoạn văn số 3, thì lý do được chỉ ra cho có việc con người ta tin vào cái lý thuyết về nam châm trái cực hút nhau là gì? Em có hiểu cái mạch của bài này không ạ? Ở đoạn văn số 1, người ta đưa ra một cái kiểu là những người có tính cách trái ngược nhau thì thường yêu nhau. Đoạn văn số 2, người ta bảo rằng là liệu có tin được điều đó hay không, hay là nó chỉ ở trên phim ảnh thôi. Và họ bảo rằng là chả có bằng chứng làm như thế cả. Xong rồi đoạn văn số 3 lại bảo là giặc mặc dù là có những cái bằng chứng là không có cái chuyện mà trái ngược tính cách của nhau lại thích nhau. Nhưng mà làm sao đây ạ? Nhưng mà theo thời gian, đúng không ạ? Trong cái cuốn sách có tên gọi là Sự khác biệt hài hòa này, thì ba nhà tâm lý học này đã chỉ ra rằng những cái cặp đôi đó dần dần chuyển sang bù trừ cho nhau theo thời gian. Nhá. Vậy thì từ đó em có thể trả lời cho cô được câu số 4. Nhá. Câu số 4 dịch là theo như đoạn văn số 3 này, trợ lý do được chỉ ra cho cái niềm tin của con người ta về cái lý thuyết nam châm trái cực hút nhau là gì? Bắt đầu mình xét từng đáp án. Khi mình đã hiểu được vấn đề của nó như vậy rồi thì cái việc xác định đáp án rất là đơn giản. Nhá. Chúng ta sẽ có là những người bạn đời có thể có ý thức trong cái tìm cách trong cái việc những người bạn đời có thể sẽ có ý thức trong cái việc tìm cái cách để mà differentiate, để mà phân biệt bản thân mình với người khác, không phải đúng không ạ? Không phải là những người bạn đời có thể có ý thức để tìm cái cách để mà làm cho mình khác biệt so với người khác. Nên ý A của cô chắc chắn là không phải. Được không ạ? Tiếp này ý B là sao ạ? Ý B của cô đó là những người bạn đời dần dần, đúng không ạ, phát triển để bù trừ cho nhau theo thời gian. Ối, thế thì mình khoanh được ý B luôn rồi, đúng không ạ? Bù trừ cho nhau theo thời gian. Ví dụ, một cô gái ngoan mà thường mê tít một anh trai hư, thì theo thời gian, cô gái ngoan đấy sẽ cảm hóa được anh trai hư, nhá. Và theo thời gian đấy, thì cô gái ngoan cũng sẽ nhiễm một chút cái thói hư của anh trai hư để bù trừ cho nhau. Đấy, theo kiểu như vậy. Được không ạ? Nên là câu số 4, cô chọn ý B, không có vấn đề gì rồi, phải không ạ? Có cái gì nữa không ạ? Rồi, xong câu số 4, chuyển cơ sang câu số 5. Đấy, chợ nói chung là những cái chủ đề mà cô thích ấy, là ví dụ những cái chủ đề như là chủ đề mối quan hệ này, đúng không ạ? Chủ đề về culture. Thực ra cô rất là thích cái chủ đề về culture. Chợ trong tất cả những chủ đề đọc hiểu thì cô thích chủ đề culture nhất, chủ đề văn hóa nhất. Bởi vì đọc cái chủ đề này em sẽ học được rất nhiều thứ chứ không phải chỉ để làm đọc hiểu. Nhá, hôm nào cô sẽ chữa một chủ đề về culture cho em xem. Với câu số 5 người ta hỏi em cái từ perfect ở trong đoạn văn số 4 có nghĩa là gì? Nhớ, nào xem cho cô nào. Đây là một dạng câu hỏi về từ vựng. Với dạng câu hỏi về từ vựng thì chúng ta sẽ thấy là cách làm như nào. Đầu tiên em sẽ xem cho cô nghĩa của từng Anh một. Yeah, với từ endure nghĩa là gì? Nghĩa là chịu đựng, nghĩa là tồn tại, nghĩa là kéo dài. Nhớ anh này cô nghĩa là tồn tại, chịu đựng, kéo dài. Ý B là câu với từ patient. Từ này nếu là danh từ nó là bệnh nhân. Thế còn từ patient nếu là tính từ nó là kiên nhẫn. Thế cô sẽ có ý D của câu với từ insist. Từ này em quá rõ rồi trong cấu trúc insist on đúng không ạ? Cô sẽ có cấu trúc là insist on thì bằng cấu trúc persist in. Chợ khăng khăng cố chấp làm gì? Vậy thì thực ra cái câu này mình không cần phải căn cứ bằng cái phần dịch thì mình cũng đã làm được rồi. Nhưng mà dù em có biết chắc chắn như vậy, cô vẫn khuyên chân thành là em lên dịch bởi vì sao?
Bởi vì một từ thì có rất là nhiều nghĩa, và tùy vào từng ngữ cảnh khác nhau thì nó có nghĩa khác nhau. Nên em vẫn lên dịch cho cô cái câu đấy, nhớ bạn, không mất gì cả, dịch cho cô nào. Với cái câu số 5, cô sẽ dịch nó ở trong đoạn văn cuối. Ở trong đoạn văn cuối thì cô sẽ dịch như sau. Dịch là mọi người, dịch là cuối cùng, nhớ cuối cùng này. Cái sự hấp dẫn của mọi người, cái dịch là cái gọi là cuối cùng, là cái điểm mà người ta thích với sự khác biệt đấy. Nhớ là làm sao đây ạ? Chúng ta dịch cho cô cái câu cuối này. Cái câu cuối chính là cái câu chốt mà tí nữa em sẽ làm được câu chủ đề. Thì là cuối cùng cái sức hút của mỗi người đối với sự khác biệt, nó làm sao? Nó out, nó vượt xa so với sức hút của sự tương đồng. Đấy. Thế là rốt cuộc là cái bài này gọi là theo cái kiểu mà rất là hay, đúng không ạ? Tí nữa cô sẽ chỉ cho em cô dịch cái này nhá. Mọi người cứ, đúng không ạ? Mọi người cứ khăng khăng trong cái suy nghĩ, đúng không ạ? Trong cái việc suy nghĩ về cái sự hấp dẫn đối lập. Khi mà thực tế những cái người bạn đời mà tương đối giống nhau ấy chỉ bổ sung cho nhau một chút theo thời gian thôi. Nhớ, cô sẽ có as time goes by, theo thời gian. Vậy cô sẽ có từ persist in, chúng ta sẽ bằng được với bằng insist on, đúng không ạ? Khăng khăng cho rằng, nhớ, người ta cứ khăng khăng nghĩ rằng là cái điểm đối lập đấy nó sẽ hút nhau, nhưng mà trong thực tế là, đúng không ạ? Chỉ là những cái người bạn đời có gọi là khác nhau, giống nhau một xíu đấy, thì dần dần sẽ trở nên bổ sung cho nhau theo thời gian thôi. Chứ còn về cơ bản thì vẫn là trái cực hút nhau. Vậy thì bây giờ quay lại cho cô, làm cho cô câu số 1, rốt cuộc chủ đề của đoạn văn này là gì? Cô giảng lại bài này của cô như sau nhá. Bài này người ta đặt ra một cái phần như sau, đó là những câu chuyện tình yêu thì thường kể về những cái cặp đôi mà có những cái đặc điểm trái ngược nhau thì thích nhau. Giống như gái hư thì à giống như gái ngoan thì thích trai hư, đúng không ạ? Hoặc là những người có tính cách cởi mở thì thích những cái người mà có tính cách trầm. Rồi người ta hỏi câu hỏi là vậy liệu rằng là cái việc mà người ta cứ tìm người bạn đời của mình là bổ sung tính cách cho mình đấy có đúng hay không, hay chỉ xảy ra trong phim ảnh? Đoạn văn số 2 người ta bảo rằng là chả có cái bằng chứng nào bảo rằng là khác nhau thì hút nhau, đúng nhá. Nhưng mà đoạn văn số 3 thì người ta bảo là mặc dù người ta khẳng định như vậy nhưng mà vẫn có, đúng không? Theo nghiên cứu về mặt tâm lý thì vẫn có là những cái cặp đôi đó khi mà yêu nhau đấy thì họ sẽ dần dần chuyển hóa sang cho nhau theo thời gian đấy. Và cuối cùng họ kết luận như sau, đó là sức hút về cái sự khác nhau đấy vẫn vượt xa so với sức hút về sự tương đồng. Vậy từ đó bạn sẽ chọn cho cô được câu số 1. Vậy rốt cuộc là tiêu đề của đoạn văn này là gì? Nào. Vậy thì câu số 1 bây giờ chọn là D hay là C? Đó ạ. Đã chọn. Nào vậy, em nhớ cho cô là có rất nhiều bạn làm sai câu này bởi vì bạn ấy hiểu rằng đây là dạng câu hỏi main idea. Chờ bạn ấy hỏi đây là dạng câu hỏi main idea, ý tưởng chính của đoạn văn. Nhưng mà cái câu này không phải là câu hỏi main idea. Câu này là câu hỏi về gì cơ? Về title, chủ đề của đoạn văn cơ, chứ không phải câu hỏi về main idea. Nên là câu này của chúng ta xem này. Người ta hỏi rằng là bây giờ nha, người ta sẽ chọn một trong những cái đáp án này để làm tiêu đề cho đoạn văn thì chọn cái gì? Chứ không phải là chủ đề chính của đoạn văn. Đương nhiên là tiêu đề của đoạn văn nó cũng sẽ phải là bao hàm toàn bộ đoạn văn rồi, đúng không ạ? Ý ở cô đó là lý do thực sự mà trái chiều hút nhau. Không phải, đúng không ạ? Chắc chắn là không phải rồi. Thế là ý B của cô đó là một chút căng thẳng, cái này cô bỏ từ đầu rồi. Một chút căng thẳng, đúng không ạ? Thì đôi khi lại là một điều tốt, ý B không phải. Bây giờ chỉ băn khoăn giữa C và D thôi. Nhớ C và D thôi. Thì cô sẽ có ý C là tại sao chúng ta lại chắc chắn rằng, đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại chắc chắn rằng là trái chiều hút nhau. Nhớ. Thế còn ý D của chúng ta là sao? Ý D của cô đó là cái việc khắc phục những cái điểm yếu của mình với điểm mạnh của người khác. Vậy thì với câu số 1 này, các bạn sẽ chọn cho cô là nhớ cho cô là tiêu đề thì thường là cái mà nó phải kích thích trí tò mò. Tiêu đề là cái mà nó phải bao hàm ý của toàn bài. Nhớ. Vậy thì cô sẽ thấy được là ý D của cô có nghĩa là khắc phục điểm yếu của mình bằng điểm mạnh của bạn. Vậy thì cái này nó quá là rộng so với chủ đề của bài này. Ở chưa? Thực ra trong này nó cũng không phải là điểm yếu của mình là điểm mạnh của người khác đâu. Người ta chỉ nói rằng là ở trong bài này cũng không phải là điểm yếu điểm mạnh, mà trong bài là người ta gọi là bù trừ cho nhau về những nét tính cách người ta không có ngay từ câu đầu tiên này. Nếu là bạn nhầm, nếu bạn chọn ý D là nhầm rồi. Nếu có sẽ có là những câu chuyện tình yêu thì thường có kể về những người mà có những cái nét tính cách mà người ta không có. Vậy nó chỉ là bù trừ chứ không phải lấy điểm mạnh của người này để bù cho điểm yếu của người kia.
Ví dụ một cô gái ngoan với một anh chàng hư, một người có tính cách trầm với một người có tính cách sôi nổi, vậy đấy nó chỉ là bù trừ chứ không phải là cái tính cách trầm của người này với tính cách mạnh của người kia là điểm yếu đâu. Nên là ý D của cô không phải. Nên là câu số 1 cô chọn được ý C em nhé. Nhận câu số 1 ý C. Tại sao mình lại chắc rằng là trái chiều thì hút nhau? Dạ, vì chúng ta sẽ thấy được là sau khi mình đọc hết toàn bài rồi đúng không ạ? Từ lập luận là từ lập luận từng cái một thì mình kết luận cuối cùng là cuối cùng rằng cái sức hút về sự khác biệt vẫn vượt xa so với cái sức hút về sự tương đồng. Nhớ nên là câu số 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu này là ý C. Ok chưa? Sao chưa xong chưa? Sao chưa xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là các bạn thân mến, mất 40 phút để chữa bài này rồi. Các bạn còn sức để học một bài đọc điền nữa không ạ? Nếu mà học một bài đọc điền nữa thì cô sẽ phải lấy của các bạn 30 phút đấy ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là cô đã mất công học livestream này, cô sẽ phân tích sâu cho em chứ không phải là lên đây trả lời cho em đáp án này, đáp án này, đáp án này là gì. Nếu mà trả lời như vậy thì em có thể tự xem đáp án cũng được. Được không ạ? Bây giờ là 40 phút rồi, nếu mà mất 30 phút nữa thì phải đến 11 giờ 20 chúng ta mới xong. Các bạn có học được không ạ? Các bạn có học tiếp được không ạ? Hay là chúng ta nghỉ ạ? Ok, nhớ nhá. Được không ạ? Nào, có học tiếp được không ạ? Cô chuẩn bị cho bạn một bài nữa là bài 73 nữa cơ. Một bài 3, 73 là một bài đọc điền. Nhưng mà một bài đọc điền thì cô vẫn muốn là trong quá trình cô dạy ấy, cô phân tích cho bạn ra, phân tích cấu trúc ra cho bạn. Có học tiếp được không ạ? Ok, xong rồi bài cô ạ. Ok, còn học được không ạ? Nếu mà học được thì em sẽ phải mất cho cô khoảng 30 phút nữa. Ok. Được không ạ? Nào trả lời nhanh cho cô này, còn học tiếp được không ạ? Được không ạ? Học tiếp nhá. Rồi, chúng ta sẽ có không thì một buổi mình học được. Có bạn nào phải nấu cơm cho bố mẹ không ạ? Nếu không nhớ tí nữa học cô mà bị bố mẹ mắng thì làm nào. Được không ạ? Sao chưa, sao chưa? À, thôi. Một tuần có một buổi thôi. Thôi được rồi, như này đi. À, cô sẽ tăng thêm một buổi đọc hiểu nữa để chúng ta sẽ chữa thông thả hơn. Chứ bây giờ chữa như này cô sợ là sẽ mang tiếng. Được chưa? Cô sợ là cô chữa vào cái giờ này nó không đẹp lắm ấy, cô sợ các bạn mẹ các bố mẹ các bạn mắng ấy. Được chưa? Ok. Thôi nhá, chốt như này nhá. Ở chợ mà thanh niên nhà cô cũng đang cau có rồi. Ok các bạn thân mến, vậy như này đi. Cô còn lỡ các bạn bài bài số 73 và cô sẽ sắp lại cái lịch học, chúng ta sẽ tăng một buổi đọc hiểu, hình như lịch chủ nhật của cô chưa có nhỉ. Chủ nhật của cô như chưa có lịch chẳng hạn thì bây giờ cô sẽ đẩy một bài đọc hiểu nữa, nhận một buổi học đọc hiểu nữa vào 10 giờ sáng chủ nhật nhá. Chợ 10 giờ sáng chủ nhật cô sẽ trả các bạn bài này, nhận cộng thêm một bài nữa, được không ạ? Rồi, ok các bạn thân mến, thế là chốt lại nhá. Cô sẽ bù cho cái buổi học hôm nay của chúng ta sang một buổi nữa, chúng ta sẽ học hai buổi đọc hiểu một tuần. Là chúng ta sẽ học 10 giờ sáng thứ năm và 10 giờ sáng chủ nhật với đọc hiểu, được không ạ? Rồi, ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau nhé.